Chuyến xuyên Việt năm 2015, ngày thứ năm, 22 tháng 10, cung đường từ thành phố Sơn La về Mộc Châu, Mai Châu. Nhóm rời bản mộng của Sơn La, chế thật nhiều thêm những trải nghiệm đẹp về cuộc sống và cũng để lại nơi đây biết bao vấn vương. Như một trong những kỳ vọng của những người làm du lịch và du khách đối với một nơi, đó là khi được đến với nhau, đất và người tao ngộ một lần, thì lúc chia tay, lòng vẫn thầm mong có ngày tái ngộ. Bản mộng Sơn La là một nơi như thế. Khi rời đi, mình vẫn có một điều phân vân. Để có thể trở nên là một điểm đến du lịch, thì bản mộng về hạ tầng, về quy hoạch kiến trúc tổng thể phải khang trang, sạch và thẩm mỹ hơn. Thế nhưng, nếu thế thì liệu bản mộng có lại lâm vào tình cảnh tương tự như Sapa không? Có lại khôn lõi, chèo kéo và hạ mình vì mãnh lực của đồng tiền mua bán không? Để rồi, 10 năm áo cũ còn đâu nữa, để nắng chiều nay cũng rưng rưng. 10 năm mây có phai màu trắng, để núi rừng thơ thẩn núi rừng. Một điều trớ trêu nhất đối với tôi thôi của nhân loại đó là người thiểu trí lại càng làm tàn, tưởng mình khôn nhất thiên hạ và đi hùng hồn thuyết giáo và dùng bạo lực các loại để bắt người ta nghe theo, làm theo cái mình cho là chân lý. Và cũng trong dòng suy nghĩ đó, mình lại thấy bái phục nhạc sĩ Trần Tiến. Ông đã viết như thế này một tuyệt cú của thi ca nhân loại trong bài Giấc mơ Chapi. Ôi, ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi. Những người con của núi rừng đã thổn thức về tình yêu, về tự do, về cách sống của anh em mình ở cao nguyên và tự hỏi rằng ta hãy đến để sống cùng anh em chung bọc Âu Cơ của mình, để biết thêm, để yêu thương thêm, hay là để tham quan, dạy dỗ cho họ, ban ơn cho họ. Muốn đến với người, với anh em thì mình phải là người, phải là anh em cái đã. Sơn La có Mộc Châu, một nơi mà từ khoảng cách với Hà Nội, thổ nhưỡng, khí hậu rất giống như Bảo Lộc với Sài Gòn. Cũng những triền đồi Bắc Úc trồng đầy trà xanh biên biếc, chỉ khác là thay vì dâu tầm thì ở Mộc Châu là cỏ mía và bò sữa. Xin dùng những hình ảnh để nói về Mộc Châu. Chuyên nghiệp và chắc ăn, để rồi trong thực tế thì cứ mê cảnh và mê người thì lại tản mạn la cà,
và hậu quả là hành quân đêm. Lần này cũng vậy, La Cà trên đỉnh đồi trà bắt ngát, siêu lầm ở giạt trà hình trái tim, mơ màng tiếc nuối dưới giường tam giác mạch xác xơ vì du lịch. Nên khi từ nông trường Mộc Châu trở lại cung đường chính thì trời đã ngã bóng, lại hối hả lên đường. Và như thế, từ Lóng Luông, Tân Lập, Pa Kha về Mai Châu thì trời dần tối hẳn. Đến Mai Châu, nhóm dừng lại ăn bữa tối ở một nơi đắt nhất, dở nhất, trong một quán to nhất, và chủ nhân lại là người dưới mình. Thôi thì miễn bàn. Và cũng chính cái ông chủ quán này đã huyên thuyên để dẫn mối đến nhà nghỉ của cô em trong bản Bôn Cộng, tốt và rẻ lắm. Để rồi khi đến nơi, với cái kỹ năng thiên phú dọn ổ của ông Trúc Giang Bạch Công Tử lại một lần nữa được khẳng định sau màn dạo đầu khá căng thẳng do cảnh thực chẳng như lời về giá cả, thì cả ba rồi cũng được niềm ấm chăn êm. Đến sáng hôm sau, qua màn giao lưu trực tính, tính chứ không phải tuyến nha, giữa hai bên, một bên là kiểu thắng đơn hai lúa Nam Kỳ, còn bên kia là bản Thái nơi lòng ta ở lại, thì bình minh ở Mai Châu của nhóm với bà chủ homestay của Eco House quả là tan xương đầu ngõ, dáng mây giữa trời. Chi tiết thế nào, hãy đón xem phần sau sẽ rõ. Ngày hôm sau, ngày thứ 6, 23 tháng 10. Nếu nhóm hai gia đình bạn có đi chơi và muốn nghỉ lại Mai Châu hòa bình, có thể đến homestay Eco House Hà Thị Trung ở bản Phong Cộng. Ở đây vừa có kiểu truyền thống giá 100.000 một người, vừa có kiểu khách sạn cỡ 3 sao giá chỉ khoảng từ 400-600.000 đồng một phòng. Cả hai kiểu đồng thời thế này chỉ có ở đây. Như trên là lời giới thiệu mà anh Ngọc Dũng đã viết trên trang Go and Share. Đó cũng là những thông tin mà chị Hà Thị Trung, một phụ nữ thái trắng, chủ nhân nhà nghỉ đưa ra sau một màn tâm tình giữa chủ và khách trong bữa điểm tâm sáng hôm sau. Buổi điểm tâm đúng kiểu Mai Châu mùa em thơm nếp xôi này, gồm xôi gấc, cà phê, trứng chiên, chuối, sữa, và giá thì một người 30.000. Cái ông chủ quán người Kinh mà mỗi lần dẫn khách thì lấy 10.000 tiền xe thì làm sao có cô em gái người Thái được, hợp tác làm ăn thôi bác ạ. Nhưng các anh thì em xem như anh em trong nhà được. Giá em đưa tối qua là do tưởng các ông anh như ông chủ quán, nay thì em xin tính đúng như người mình, mong các anh đừng giận. Đấy, người Kinh khôn lõi của mình đã làm biến dị đồng bào của mình như vậy đó. Nhân đây, nói ra thì cũng hơi nhục, nhưng mà phải nói với các bạn là đến Mai Châu thì thôi, cứ chịu khó chạy vào Bôn Cộng, Bản Lác mà ăn, mà ngủ. Đừng có dây dưa với mấy ông văn minh của người mình ngoài lộ chi cho nó thêm tức khí nhé. Bỏ qua những tiểu tiết đó, nhìn vào đại cục thì buổi sáng hôm sau ở thung lũng Mai Châu đã cho mình một cảm xúc tuyệt trần. Khi sương mai còn mờ mờ nhắn ảnh trên những thửa ruộng chín vàng lúa mới thơm lừng, thì cả ba ông già không ai bảo ai đều dậy sớm. Những người nông dân của Bản Lác, của Phong Cộng đã ra đồng. Trong đó có cả bà mẹ 90 tuổi của chủ nhà cũng ra đốt rơm gom tro cho vườn mới. Ông hiện thật ngứa giò thì chạy tuốt vào trong khe núi để nhìn cái mặt trái còn nghèo còn vất vả lắm của Mai Châu trong sâu. Còn mình thì anh Dũng thì say sưa với khói đồng xương trắng của Bản Lác 1, Bản Lác 2, của cơm lam, của mùa lúa mới. Phần do trời không nắng mà lại mùa sương, nhưng cái tội chính là người chụp cứ lơ mơ nên ảnh ngày này chẳng có cái nào đủ nét. Tuy nhiên, biết đâu chính cái mờ mờ nhân ảnh đó, như thi sĩ Hà Mạnh Tử đã viết trong bài Về Thăm Chỉ Dạ: ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai hỏi tình ai có đậm đà. Nhân ảnh thì mờ, mà ký ức và cảm xúc thật đậm đà, thì âu cũng là nét riêng của Mai Châu trong tôi lần này vậy. Bây giờ còn có ai tư lự lời với sương thu vợi nắng hè, mùa nương vàng nhớ Mai Châu quận, nhớ trắng mơ hồ mây thung khe.
Rời Mai Châu khi trời vừa ẩn nắng và những giặc mây vừa bay về lơ lửng trên đèo Thung Khe, báo hiệu một ngày đẹp trời phía trước. Nhóm chạy về xuôi mà lòng như thấy núi rừng còn dương vấn sau lưng, qua Tân Lạc rồi Lạc Sơn, thế lại đã về miền Trung Du, qua Cúc Phương rồi Nho Quan thì đã trở về với đồng bằng. Vùng Trung Du của các tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình khung cảnh cũng thật đẹp, dù không còn nét hùng vĩ của gió núi mây ngàn, nhưng những cánh đồng mía, ruộng lúa ngọt lành cũng đủ ru lòng khách lạ. Người cũng dần đông xe hơn, xe chạy khó chịu hơn, biết sao được, văn minh đồng bằng là thế. Nhóm ăn trưa ở nhà hàng nổi Hồ Re Bình Dân, nhưng món riêu cá chép và cá mương phải nói là ngon nhất. Một nơi đáng ghi một điểm son vào My Google Maps. Ninh Bình đang trước mặt. Xin chào nhóm đồng bằng. Thank you.